Rồi trở về trở lại kênh Đi Rừng thì hôm nay mình cũng xin tiếp tục quay lại những chuyến hành trình của ba anh em mình đi núi ngày hôm nay nha. Đây, mai này thôi. Hả? Có cái mai. Ờ, mai nhiều mà. Mai rừng nhỏ. Mai rừng đài. Này, gồm ba anh em, mình ông anh. Giờ ông anh ra nữa thì hôm nay qua cái khu này bữa đi lái rồi vậy cái nha. Nó vẫn còn được vài cái hồng nữa cho nên hôm nay mấy anh em qua luôn. Còn ba cây này giờ hết luôn. Giờ hết luôn rồi. Mấy cây nhỏ nhỏ sâu sáu thì để lại. Đây, ông anh ông lên nào, ông đào cái này rồi nè. Bật trước. Thái rồi. Coi là thái trước rồi, đây lên đào thôi chứ không có lựa nha, tại vì cái khu này là mấy anh em đi lục qua một lần rồi. Thì cứ coi nào được thì lấy trước, coi nào không được thì lấy sau cái giờ đó. Còn cái nào không được nữa thì bỏ lại. Để lại cho thiên nhiên. Sao lại thiên nhiên? Thì coi. Chùa mất sáng lên kiến không. Kiến không. Không biết kẹo nổi. Bây giờ lấy cặp đùa cái bộ kiến quá trời luôn. Đây đó, coi này là ông anh ông lại đây. Ôi, mới chui được kiến. Ôi, vô. Các cái này làm kiến tôi rất mà. Các cái ổ kiến dục đi. Ổ kiến khủng bố luôn nha. Dọn trống là mới cưa được cái gì, các cái này. Ờ, à, cắt đi. Rồi, mà ông anh về ông lại. Ôi, cái này có cái cây gì đây. Ây da. Dọn nó lùm ra, không mệt đó nha. Đây cả nhà. Cái là dày, không? À, cái lá nó đẹp gươm. Cái lọc của nó đây. Ua đẹp. Nói chung thì cái này thì nó đẹp hơn cái hoa luôn cả nha. Hơn mất cái màu hoa gì luôn á. Mình thấy đã. Này... đẹp mà lại còn sen nữa chứ. mấy anh ông đạo đây, giờ mình sẽ đi lùng tới cây của mình thôi. Xanh đá cả nha, này nữa hồ này. Xanh da mê. Lá nhỏ xíu. Phát hiện cái bụi này nó ra đọt đỏ bên xa mình nhưng mà thấy nhé. Đó, mình vô mình dọn gai quá trời luôn á. Gai lắm. Đây. Bên xa mùa này mình dễ biết lắm, nó có mình thấy cái đọt biết liền cả nha. Đó, hôm nay mình dọn vô thì mình thấy được hai bụi. Cái này lớn hơn mình lá trước. Cũ bên đây. Nhỏ hơn nhưng mà cũng đẹp nha. Cũ này nó quá trời luôn. Nằm một cục đá không biết lá được không nha. Đó. Cầm đó mình dọn hết cái cầm này cho nó rộng rãi dễ đào luôn. Cái cây nó đọt đỏ âu à. Cái cây nãy mình quay cả nhà xem mình cắt rồi nha, hết cầm luôn. Đọt đẹp quá. Đi qua đi lại thấy đứng từ xa thấy luôn mà đẹp, chịu không nói, vứt cái cầm này luôn. Đó, cầm này mình sẽ đi chi tiết cái góc luôn. Thì khu này nó được mình banh ra thì khi mình phát ra được hai góc nha, thấy một đứa rất là đẹp này, mình không biết sao. Cái trên thì nó bị lắp rồi. Con này là ôm dưới đá. Cái cây này mình nghĩ là khó nói đâu. Đá rồi. Đó, biết lắp này được không? Nhưng mà cây kia này. Đó, tầm kia thì nó loại cũ một cục luôn cả nha. Nên đi lại quay cho các bạn xem. Còn cái cũ đó. Cái này thì dễ lấy. Còn mình thấy cắt mình dọn hết mấy cái tàn này đó. Mình dọn cái cây này cũng xong. Thì... cái nhà thấy cái cũ nó đã như cây này, cây giữa đó thì mình lấy trước, còn cái cây kia khó thì mình chưa, từ từ mình lấy sau nha. Đá hai cây một chỗ hên quá mà mũi quá chừng luôn không mọi người. Mùa này mưa mưa ẩm ẩm á, mũi ghê lắm. Anh em đi rừng đồ dài nhớ mặc áo dài đầy đồ vô cái không mình cắn chết luôn. Rồi, bây giờ mình đào nha. Chùa chim nha, dạng gốm sát bên cơ luôn. Nhảy quá. Đây thì mình đánh bầu coi rồi, bây giờ mình xả bầu nha. Cái đất này thì cả nhà biết rồi, để cái bầu này mình bó vừa là coi trọng nó phát triển rất là kém luôn, khi chết coi luôn đó nha. Cho nên là mình đánh lên thế này không có đem bầu gì đâu, xả bỏ hết điện qua đỡ bầu với coi thôi chứ trồng hay chết chắc luôn. Cái đất này nó dịu lắm. Đó thì mình xả nha, củ này khá to, mình xả hết ra mình chơi nha, cho lại quay lại cho cả nhà xem cái bộ đớ của nó. Coi nãy mình đã đánh xong này. Rồi
Đó, mình đem lên trên rồi. Thì tí nữa mình sẽ lên báo bầu sau nha. Thì coi này, thì bộ đế nó rất là đẹp luôn. Cắt tạm thời cắt cụm đi. Cụm này mà nếu mình chơi cụm thì cũng rất là đẹp luôn, cụm rừng thì cũng đẹp này. Bỏ mấy chậu thì nó hay á. Mà khó đào. Bên giật thì nó có cái cục đá, còn bên trên đây thì giật đất rất là sâu. Đào xuống lòng cái này thì ăn rơi chuột đào phải cả mét các bạn nha. Có ít đâu. Khó luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy đào hố sâu không? Đào sâu xuống hơn 50, 6 tầm 60. Đó, trên này nó cao. Vẫn chưa đụng cái rễ chuột của nó nha. Bên kia thì đá không có đào được này. Cứ theo đá mình đào bằng tròn thế thôi, tao đâu hay tới đó nha. Không biết là được hay không. Đó, có cái đó cắt rồi mình bó nãy giờ mà nó vẫn chưa héo này, cũng vẫn còn đẹp. Đây là cây này mình gọi là cây hồng nha. Hồng đá, còn mà cái cây thị hồng đá nó khác cái nha. Thị hồng đá thì khu này có kia. Kia đó. Đây rồi, đây là cái thị hồng đá này cái nha. Thân của nó là thân đen nha. Đây. Thì mình vẽ cái lá này với cái lá kia để mình so đây. Đó, thân thị hồng đá này, thằng thui. Thì nó cái trái nó cũng to đấy. Này to hơn cái thị hồng đá này là nó sẽ to hơn. Đó, cái lá nó nhỏ nhỏ nó rút này. Nhưng mà cái lá nó thua, nó không có bằng cái thằng hồng đá nha. Đó, mình quay hai cái thằng cho nhà xem. Cái này thì trái nó cũng tầm ngón tay trái. Ở quên lộn, tầm ngón chân cái thì lớn hơn. Nói chung nó nằm trong cái giai đoạn đó nha. Còn cái thị hồng này á, à, cái hồng đá này á, thì là nó to lắm. Trái to như cái hồng mà mình mua ngoài chợ, ăn hồng giòn Đà Lạt cả nhà. Đó, hàng này này, đặc biệt nó rất là to mà cái lá rất là đẹp. Thân nó thì không phải đen nha. Thân kia, cái thân thị hồng đá thì nó màu đen. Còn thằng này hồng thị thì nó, thị hồng này thì là, đó là nó khác. Lá đẹp hơn. Đó. Cây này cả nha, nó có hai cái rễ chuột luôn, cái rễ chuột hai rễ chuột thì cây nó nhỏ nha, cái rễ nhỏ nha, đó nhiều không? Đó hai cái rễ chuột luôn, ồ, đào thiệt to mới cắt được nha, sâu quá, đó, phải đào xuống có thớ mới cắt được. Hai cái rễ chuột và hai rễ chuột thì nó nhỏ không sao. Rồi cầm mắt. Nhà thấy chưa? Trời đang mưa, đang mưa bay. Oh, mưa khiếp quá. Oh, mưa dài mà hầm gơ. Đá này kìa. Ôm hết đá. Oh, cắt tiêu hư mua luôn một cái rơ cưa rồi. Hư một rơ cưa. Quá mệt. Cưa đá luôn nha. Xác đá sột sột luôn á. Không là không được. Cũng đá luôn. Đâu sao cũng đã thành công rồi cả nhà, cũng mừng rồi. Cứ nghĩ là không được nhưng mà không sao. À, bây giờ mình sẽ nghiên cứu đưa xả bầu đưa lên nha. Bây giờ mình bắt đầu xả bầu cả nhà. Đất quá. Dùng cái nhọn mình cứ chọn đi. Ba cái đất sét này. Vừa nặng mà vừa. Đó nữa. Xả giờ nó khỏi bị nó hạn chế gãy đứt rồi cám nhiều nha. Nha, xả. Cứng gừng. Đây, cái nhà không? Thì cầm này. Cầm vũ vũ. Ra được một em. Hoàn thân cũng được, nhỏ nhỏ cũng được. Cầm về luôn. À. Hồi xưa mình nghĩ là cái rồng cái hột xuống á, cho nên hai hột, một cái hai hột mọc luôn. Và kia khoe khỏe hơn, phát triển nhiều hơn, ăn lại yếu hơn, phát triển nhỏ hơn này. Nó kẹp đông cây lớn. Mình xả đất ra cái ông đây rút ra luôn. Chứ còn đi kiếm cây nhỏ đào không có cái nha. Hiếm quá. Cái này cũng được nè. Đó. Tiếp tục này. Tiếp tục mình vú đất tiếp thôi. Wow, mưa mù đen này cả nhà. Ôi chùa anh em mình dầm mình luôn, dầm mưa tắm mưa luôn. Đó, đó, không anh mở người mở coi. Đó. Đang cố gắng đang cắt mà mưa quá trời mưa. Wow.
mưa quay video luôn, khỏi thấy đường luôn á. Em nặng quá, em bước cái bò em khiêu không nói, em xả mấy con mang về nhà cũng xả. Xả hết. Xả hết còn. À, giờ ít ít xả, đúng rồi. Em cũng xả hết. Đây là mấy chỗ qua, mình quay qua chỗ hai ông anh mình này đi mình là sáng đó. Thì của mấy anh em cũng đang quần ở đây nè. Cũng đang cọc cọc này nè. Đó, thì cũng còn mấy coi ra vừa hết luôn. Hết. Gần hết rồi. Đó đồ của mẹ trong cái tè chảy máu nào vậy? Chảy máu mà anh không cho rất là ngoài, anh hút vô lại luôn, ghê trở. Đó, mưa tầm tã, ui dù ui. Quá mưa to đó, ông vừa mang chứ. Ước mà mang cái gì nữa mà mang. Mệt quá trời ơi. Mệt quá, anh em dắt xuống này cả nhà. Trời mưa quá cả nhà ơi, ước như con mèo. Cũng được. Đó, anh em giờ thì dắt xuống nha. Mưa tầm tã luôn. Bị mưa nữa này. Lại coi cũ đây coi được không? Ông anh hai coi nha. Đây là coi của ông anh này. Đó. Chụp cái lũa đèn này, coi bữa quay nó lũa đèn như mùng mấy giờ ảnh lên đào luôn này. Không cái đây rút trao đẹp này. À. Điều cứng lắm. Đây. Trên đường giờ gặp cái coi này thấy nó ba thân cũng được lầm luôn. Ui lạnh thế. Cái góc này cũng to. Lên 66 hay đạo lên thấy cũng đẹp. Cách để anh bàn là đẹp này. Mưa quá, anh em mình cũng xin kết thúc video đi rừng hôm nay tại đây luôn nha. Rồi, chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ.